Đây đang đang mời. Chào mọi người nha. Thua cùng bão, thắng người càng bão. Chào Hoa Quỳnh nha. Chào Nguyễn Thị Thanh Kiêm nha. Chào Huyền Lương nha. Quỳnh Lam Long nha. Chào Hoa Quỳnh nha. Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn nha. Ôi rồi không vào được vào phố rồi. Cấm đường hết rồi. Ôi phố đi bộ rồi. Ra ra. Chào Ngô Hiền Mai nhá. Không đi bão à? Đây là nhà lớn. Chào Zuka nhá. Nhà lớn ở đông kín, kín quá. Cảnh sát đứng kín luôn. Ôi, ở lại nó không cho tụ rồi. Thôi đi còn lại, em vòng lại, có gì đâu. Đi chơi phố mà, ăn mừng mà, chứ đâu phải công việc đâu. Chúc mọi người, cả gia đình nhà mà, gia đình yêu nước thật là vui vẻ, hạnh phúc nhá. Chào lại gia đình thân yêu.
đông quá trời, mẹ không cho vào rồi. Đi ra đường Lý Thái Tổ thế nào? Mọi người xem cái clip cho mọi người được xem đấy ạ. Chào Diệu San nhé. Chào Nguyễn Khánh Huyền nhé. Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn nhé. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Rồi ôi ô tô cả, ôi giời ô tô cả, đấy tắt đèn ở kia rồi. À, xin chào Diệu San nhé. Đấy cộng sản nghèo thôi này thôi, đấy. Tắt hết cái đường rồi. Thôi đừng có vọt, đập ra đấy. Điểm nóng là không có vọt được. À có anh chị em nào lên là chuyện tí chưa? Lên là chuyện cho nó vui. Đây là khách sạn này đó. Chào Lam Sơn. Trần chào. Vâng, chào Lam Sơn. Chào Văn Cao. Hả? Rồi. Đây, lá cờ Tổ quốc bay phất phới trên đầu của xe. Đấy. Đi đâu còn phải có cờ Tổ quốc đi cô. Đi đánh bóng phố vậy nó không cho vào, họ không cho vào trung tâm rồi. Thôi rẽ ra đằng này đi, đi đường Hàng Khay vào đây. À đây đường Hàng Bài vào. Thôi xe, nhìn xe nó đang đi thẳng mà cắt đầu xe là mà chết đấy. Đi đường luôn đằng này vào. Đấy. Đấy. À, xin cảm ơn mọi người nhé. Để muốn đi tác nghiệp lấy hình để gửi tới các anh chị em trên diễn đàn coi ở Hà Nội ra sao tình hình. Đây ai? Rẽ trái. Ôi ôi sợ. Mày đi thế nào mà vẫn ra đây nhỉ? Lại quay ra Hồng Long, lại vào cửa, cửa ô thừa thừa. Ôi được, quay quay lại đi, đi đằng kia. Đi đằng này nó lại có bắt đầu. Không, nhầm là chuyện bình thường, đi chơi mà. Xuyên. Chưa? Hàng bài chưa? Đấy.
cỏ bán đập rơi. Đấy, bắt đầu. Ồ, đấy, cỏ đây rồi. Mì bếp tâm. Cái này kia là trung tâm xổ số miền Bắc. Ôi rồi. Hải tăng mất rồi. Chào chị Thanh Nguyên nhá. Cơm nước thì chưa chị ơi? Trời ơi, ở này có lứt không nổi rồi. Đấy, Hà Nội thua cũng báo mà thắng cũng báo. Đấy. Nhân viên bán hàng cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng hết. Chào Nguyễn Duy Hoàng nhé. Chào anh Mạch của Bạch nhé. Đâu rồi, chỗ này nó lại chặn. Chỗ này nó lại chặn rồi. Không cho xe vào rồi. Để dành cho người đi bộ thôi. Hay quay ra kia gửi xe nhờ. Nó không cho xe vào đâu. Chào bác Cầm nhá, chào chủ tịch hội sơ vợ nhá. Bác Cầm thế nào? Ở Hà Nội, Việt Nam thế nào? Hơn hải ngoại chưa? Dạp trời luôn. Đi ngã tư trên thì rẽ trái. Ngã tư này đang cấm. Vâng, cảm ơn bác Cầm. À, chào Hoàng Hải Yến nhá. Cơm nước gì chưa? Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau nhỉ. Bữa nào gặp nhau tí nhỉ. Chào Đỗ Hiếu nhá.
ơi, đông quá trời luôn. Cứ vòng quanh. Chào Trịnh Ngọc Thuận nhá. Rồi, mời Đỗ Hiếu nhá. Đây là nhà hát thành phố. Nhà lớn của thành phố Hà Nội. Không có đi dạo phố thì mình cũng phải đi bộ. Ôi chào nào. Ấy trời chạy úi giời úi giời úi giời úi giời. Anh ơi cẩn thận anh ơi, xe cộ. Rồi yên tâm. Đi tác nghiệp quay video. Bởi vì là trung tâm người ta cấm cho xe vào dành cho người đi bộ. Đâm ra là xe nó chỉ lượn ở các cái phố ngoài thôi. Dạ. Chào Huy Phan nhá. Vui nhẹ, ước gì vào có mặt Hà Nội chứ. Rồi chứ vui biết là bao nhiêu. Đi đâu nào rồi, đi ra đi. Ôi giời ơi, cái gì đấy. Anh ơi, người dân Hà Nội á, chắc người ta rất vui ngày Quốc Khánh 2/9 anh ha. Chuẩn. Nói chung là người Việt của mình là ngày này là ngày đại lễ rồi. Ngày độc lập. Sướng nha. Ước gì em có mặt ngoài đó vui với mọi người liền. Rồi, bên đây là tặng cái ấy đây là tượng đài Lý Thái Tổ này. Còn bên đây là Ngân hàng Quốc gia này. Đấy, Ngân hàng Quốc gia này. Đứng nữa. Cái chỗ đó thì Khúc có dắt em vào rồi. Đây. Rồi. Ôi đẹp thế. Đấy bông sen đấy, bông sen đấy. Vâng. Đẹp nha. Đấy. Ai gửi xe đây à? Ai gửi xe vào đi vô. Không còn gì để nói nữa hết. Quá tuyệt vời, trên những tuyệt vời. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đấy, cổng cơ quan đèn nhà các kiểu luôn. Hà Nội quá tuyệt vời. Đèn dọc phố. Vào trong có đông quá. Chắc nhiều. Chắc là bây giờ chiều Việt Nam đá thua chứ thắng thằng còn đông nữa. Rồi. Riêng ở trong đấy không biết thế nào, nhưng riêng ngoài Hà Nội thua cũng vẫn cứ cổ vũ. Đâm ra là đội hình của mình giờ nó lên cao thế đấy. Dạ. Ngày xưa này không qua nổi ở Thái Lan. À Phương Lê ơi, lâu quá rồi không qua comment nói chuyện vui. Phương Lê. Chào Phương Lê nha. À, Minh Lê, Minh Lê ơi. Minh Lê. À vâng, anh chào anh ạ. Em khoái nhất á. Em khoái nhất cái mùa này ngoài Hà Nội nó mát mà nó lạnh lạnh dễ chịu. Giờ mát rồi, trời mát rồi. Anh heo nhá, đây là cờ.